lại có hàng à? Hai hàng. Cứ thăm bẫy là có hàng này. Đây. Đây, chích lên à? Anh em xem đây, chích lên đây. Chích lên đây, hót đây, hót thôi, hót thôi. Rồi, ok. Đấy. Cái nào cũng dính nhá. Làm cái làm em rồi. Ừ. Chỉ cái nào cũng dính nhá, anh em phải nhá. Đâu rồi, còn đâu nữa không? Trên kia. À, xong chuẩn bị lên trên kia đâu. Rồi, làm cái là làm em. Được hai con rồi. Hai em như. Hả? Một con hót, một con chích lân. Hót, một con chích lân. Con hót này. Đấy là một cái cũng hót à? Để hót đây. Ừ. Thì hôm nay toàn hót rồi hôm nay. Toàn ăn hót à? Thế kia còn mấy mồi nhỉ? Hai mồi à? Ba. Hả? Từ từ á, đi cùng nhau tí. Đây. Đây, xem con hót. Con này bị nó mất đuôi. Ăn đuôi rồi. Có con cầy nó hót bụng trắng. Ăn hết cái đuôi à. Chuột hiêu như con này tí nữa con to đuôi nó mới dài. Không, con này con bị con khác ăn đuôi. Năm cái năm em rồi. Rất dễ chịu. Cái nào cũng trúng. Chúng chị về đang đi thăm bẫy nhá. Đâu rồi? Ở đâu ấy? Hả? Rồi đây như thế nào ấy? Đưa đuôi. Ôi mẹ, hót to khùn lắm. Chỗ nào lên trên à? Lên trên à? Ôi đây. Con chim. Ôi ơi, đây rồi, đây rồi. Đâu. Ôi ơi. Chim. Bồ câu. Bồ câu xanh. Cú xanh. Chưa. Ở đây đánh mỗi cái à? Cái bên này nữa. À cái kia sập rồi. Ôi lại còn gì mình đã biết là nó chết chết rồi này. Con gì ấy? Con chuột chết chết. Bé lắm. Ừ. Rồi xem trên gì đây? Chim ấy thôi. Yểng đất. Ừ. Đất. Nó gọi là con gì? Con đất quay như thế chưa? Rồi ok rồi. Rồi. Con này tí này. Tí này. Ô chỗ này. Anh nha. Nhìn nhá. Rồi yểng đất. Cái nào có hàng nhá. Cái có hàng có cái đuôi. Phải hôm nay là đại. Cái nào có hàng nhá. Đi trong rừng sâu nhá. Còn không? Lại đi xe khác. Đi xe khác.